Phan Đăng Lưu, sinh năm 1902 mất năm 1941, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, quê xã Tràng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Năm 1928, tham gia xuất bản quan hải tùng thư tại Huế, Ủy viên Thường vụ của Tổng bộ Đảng Tân Việt. Đại diện Đảng Tân Việt sang Quảng Châu để bàn việc hợp nhất với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tháng 9 năm 1929, bị kết án tù khổ sai và đầy đi buôn ma thuột. Ra tù năm 1936, tham gia lãnh đạo phong trào mặt trận dân chủ ở Huế. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1938, ủy viên Thường vụ năm 1940, được phân công chỉ đạo phong trào ở Nam Kỳ. Bị bắt ngày 22 tháng 11 năm 1940 khi vừa về đến Sài Gòn. Bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị bắn ở Hóc Môn ngày 28 tháng 8 năm 1941. Phan Đăng Lưu là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất đã cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.